Độc lạ nón phòng dịch COVID-19 giữa đường phố Sài Gòn. Cũng là nón che đầu, nhưng phía trước nón sẽ được thiết kế thêm phần tấm chắn để ngăn nước bọt của người khác bắn tới khi trò chuyện. Những chiếc nón độc lạ này đang được bán với giá từ khoảng 80.000 đến 100.000 đồng. Khoảng 2 ngày nay, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô tìm mua nón phòng dịch COVID-19, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh khẩu trang, Nước rửa tay thì đây là mặt hàng được nhiều người săn lùng trong mùa dịch này. Chiều tối 19 tháng 3, rảo quanh nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh không khó để bắt gặp những tấm biển hiệu bán mũ nón chống dịch COVID, nón chắn giọt bắn. Kèm với đó là giá công khai của mặt hàng này. Theo đó, giá niêm yết sản phẩm này dao động từ khoảng 80.000 đến 100.000 đồng. Nón đủ màu sắc kích cỡ, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ, có nón còn dùng được cả hai mặt cũng giống như nhiều nón thông thường khác nhưng điểm khác biệt của nón chắn giọt bắn này là phía trước. Được tạo thêm một lớp bảo vệ giống như tấm chắn, với chất liệu khá mềm, và trong suốt. Tỉ mẩn lựa hai chiếc mũ cho hai đứa con nhỏ. Chị Hoa quận Bình Thạnh cho biết nghe người quen mách ở đường 3, 2 quận 10 có bán loại mũ này. Ngay khi tan làm chị chạy xe vội lên, để mua cho con. Dịch còn diễn biến phức tạp, mình phải tự bảo vệ mình, và người thân thôi, nón này cũng tiện, con đeo khẩu trang với đội nón. Vào là kín mít, nói chuyện với người khác cũng không ngại bị bắn gọi nước vào, không có ai, thì mình tháo ra cho thoáng. Dùng xong, thì, để gọn, vào cốp xe, được. Hết mùa dịch, thì mình có thể tháo rời phần chắn phía trước ra, cho con đội như mũ đội nắng thông thường, chị nói. Chị T, chủ gian hàng nhỏ trên đường 3, 2, chia sẻ chị mới bán mặt hàng này, được 4 hôm nay, chị bán đồng giá 95.000 đồng cái, người lớn, trẻ nhỏ đều có đầy đủ, chị buôn bán vỉa hè lâu năm, nhưng trước đó chỉ bán túi, và khẩu trang, mấy hôm trước. Thấy nón này xuất hiện trên Facebook, chị cũng đi tìm, để mua cho con rồi thấy tiện lợi, và có ích thật nên chị tìm mối nhập bán luôn. Ngay đầu, tôi bán, được có hai cái, hôm sau bán, được ba cái, khoảng hai hôm nay người ra đường dần dần đi mua, nên bán buôn cũng đỡ hơn, có người tới mua cho cả nhà, có người tới mua cho con nhỏ, trong đó mua cho con là nhiều nhất, chị kể. Trước đó, khi mới xuất hiện, mặt hàng này chỉ... Được giao bán trên mạng, các trang bán hàng online với giá khá mắc từ 90.000 đến hơn 200.000 đồng, dưới đây là một số hình ảnh nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại